Rồi, xin chào quý vị và tất cả các bạn đã đến với kênh Nguyễn Thế Cường Vlog. Nên mình xin quay giới thiệu với các bạn bữa tập thể dục của gia đình mình tại công viên Ủy ban Nhân dân phường Thế Long, quận 1, thành phố Cần Thơ. Một không khí rất là lạ, rất là háo hức của buổi tập thể dục khác với hàng ngày, đó chính là sắp đến Tết rồi. Nay 23 Tết này quý vị. Rồi, quay tập thể dục nha. Phong cảnh rất là đẹp. Đi con, Mấy Thanh đi theo ông nội đi con, tập thể dục theo ông nội đi. Đây toàn cảnh công viên phường Thế Long quý vị. Đó đây, hình như mình cũng có giới thiệu với quý vị qua các clip khác, nhưng mà như quay vào cảnh buổi chiều ha, không có gì buổi chiều hay là cảnh buổi sáng ha. Sáng thì đây bảng chữ LED nha quý vị, LED nha, LED của Ủy ban Nhân dân phường không nha, LED nha. Quá. Nó thành cho giỏi quá. Rồi hát lại đi con. Hát nữa. Giỏi quá. Xin phép rồi. Chết rồi. Cái Thanh đi thể dục giỏi quá, giỏi quá, cái Thanh nó chạy giỏi quá, vỗ tay. Ok rồi, đi qua đây coi được chưa. Rồi đi kìa. Rồi ca bài mới ơi. Rồi điên vòng mới đi, điên vòng mới đi. Bây giờ đứng đây hát, hát cho trang nghe bài nó đi. Giờ về phải không? Rồi về trước nghe. Đi về hả? Rồi đi về đi. Đi bên đây. Kêu mẹ dẫn qua.
chạy qua lão. Đi. Đi. Đi dẫn. Rồi chạy qua. Chạy qua, chạy qua, chạy qua. Chạy về nhà. Chạy về nhà. Rồi hát một bài coi Thanh. Hát bài đi. Xếp bọc với mẹ hả? Dở quá ta. Hát bài đi. Hát đàng hoàng đi, chúc ngày mới vui vẻ rồi. Nhiều cho mẹ mấy cô. Nhiều nhiều cho mẹ cô. Rồi bye bye. Xin chào bye bye quý vị khán giả rồi. Rồi bye bye rồi, bye bye mọi người đi, bye bye mọi người đi. Bye bye đây nè, đây nè, nhìn vô camera nè. Bye bye mọi người. Chúc ngày mới vui vẻ. Nó lớn lên nè, nó to lên nè. Chúc ngày mới. Năm mới. Vui vẻ. Khỏe. Sức khỏe. Sức khỏe. Con hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Rồi, kết thúc.